Thanh Hùng for Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trước chuyến làm khách Chelsea tại vòng 4 FA Cup, Plymouth Argyle toàn thắng cả 3 trận gần nhất tại giải đấu này. Với lực lượng và trình độ vượt trội cùng với lợi thế sân nhà, Chelsea dồn ép những vị khách ngay sau tiếng còi khai cuộc, trên nửa sân và kiểm soát bóng vượt trội với 75%. Nhưng Chelsea bất ngờ thủng lưới từ sớm vì sai lầm của hệ thống phòng ngự như phút thứ 8. Phút 41, Azpilicueta ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea sau biết bao nỗ lực. Sang hiệp 2, Chelsea đá nửa sân và gây sức ép cực lớn lên khung thành của đối phương. Đến những phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhất, Marcos Alonso đưa Chelsea vượt lên với tỷ số 2-1. Chung cuộc, Chelsea phải rất vất vả đánh bại được Plymouth, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup. Ở một diễn biến khác, Manchester City cũng ngược dòng thành công khi đè bẹp Fulham với tỷ số 4-1. AC Milan bước vào trận derby thành phố với tổn thất lớn về mặt nhân sự khi Ibrahimovic và Kaya vắng mặt vì chấn thương. Cả Inter và AC Milan đều tỏ rõ quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 39, Ivan Perisic giúp cho nữ xanh đen mở được tỷ số. Chỉ trong vòng 3 phút, nữ đỏ đen đã lật ngược được thế cờ nhờ màn tỏa sáng của Olivier Giroud bằng cú đúp từ phút 75 đến phút 78. Chung cuộc, với thất bại 1-2, Inter đã bị AC Milan rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch xuống chỉ còn 1 điểm. Dù vậy, thầy trò Simone Inzaghi vẫn còn đang thi đấu ít hơn 1 trận. Thomas Tuchel được xác nhận dương tính với Covid-19 ngay trước thềm trận đấu gặp Plymouth tại vòng 4 FA Cup. Sau trận đấu này, Chelsea đã đáp chuyến bay tới Abu Dhabi để tham dự FIFA Club World Cup. Huấn luyện viên Thomas Tuchel không thể đi cùng với cả đội và phải cách ly ít nhất 5 ngày. Vì vậy, không loại trừ khả năng Thomas Tuchel sẽ bỏ lỡ giải đấu này. Ít nhất phải tới thứ 5 tuần sau, Thomas Tuchel mới có thể tới UAE. Trong khi đó, Chelsea sẽ đá trận bán kết FIFA Club World Cup vào ngày thứ 4. Nếu như kịp thời, huấn luyện viên này chỉ có thể tham dự trận chung kết hoặc trận tranh hạng 3. Vấn đề có thể trở nên phức tạp hơn nếu như Thomas Tuchel chưa hết dương tính trong vòng 5 ngày tới. Khi đó, huấn luyện viên của Chelsea sẽ phải cách ly ít nhất 10 ngày tại Dubai. Ngoài Haaland, Mbappe và Pogba, thì Paulo Dybala cũng sẽ là một món hàng hot trong kỳ chuyển nhượng hè. Tiền đạo người Argentina gần như sẽ chia tay Juventus vào cuối mùa. Tamira, Arsenal là câu lạc bộ mới nhất bày tỏ sự quan tâm nhờ cho đội phó của Juventus. Lối chơi đậm chất kỹ thuật và tốc độ của Dybala được xem là phù hợp với triết lý của Arteta. Như vậy, ngoài 6 ông lớn của Premier League, PSG và Inter cũng sẵn sàng trải thảm đỏ đón Dybala. Hiện tại, người đại diện của Dybala đã bắt đầu làm việc tích cực và muốn chốt thỏa thuận với một câu lạc bộ nào đó trước tháng 6. Xavi cho biết anh sẽ trao cơ hội cho Dembele trong phần còn lại của mùa giải. Mọi chuyện đều đang được thực hiện để tìm ra một lối thoát cho Dembele. Tôi hiểu tâm lý của tất cả, nhưng Barca vẫn còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu. Và nhiệm vụ của tôi là mang đến những gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Tôi nghĩ Dembele có thể giúp đỡ Barca. Vì vậy, cậu ấy sẽ trở lại là một phần của đội bóng vào ngày mai. Xavi chọn cách xử lý mềm mỏng về lợi ích của đội bóng. Trước đó, Xavi đã từng dằn mặt Dembele. Vào chiều nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với Đài Bắc Trung Hoa ở vòng Playoff World Cup 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang rất tự tin và hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan. Về lực lượng, Việt Nam cũng may mắn khi không có bất kỳ ca dương tính Covid-19 nào. Nhận định về tuyển nữ Đài Loan, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra rất am hiểu lối chơi, điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ. Điều này sẽ giúp cho các cô gái dễ dàng hơn trong việc tập luyện và đưa ra những phương án đối phó. Đài Loan thường đá 5-4-1 thiên về phòng ngự phản công. Trong tấn công, đội bạn thường dồn bóng sang cánh phải, nhưng họ lại thường để lộ nhiều khoảng trống ở cánh trái. Theo phân tích của tôi, Đài Loan có 3 cầu thủ đáng chú ý là số 6, số 17 và 19. Để có thể giành quyền tham dự World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng được Đài Loan vì đối thủ đang hơn chúng ta về hiệu số bàn thắng bại.